Nàng công chúa rồng. Ngày xưa, có chàng trai nghèo sống cùng với cha già tại một bản làng nọ. Cha cố gắng chịu được một chút, con sẽ đi mời thầy thuốc về ngay thôi. Bệnh của cha khó lòng qua khỏi, cha chả có gì để lại cho con. Chỉ có cây sáo này, con hãy giữ theo nó bên mình. Cha sẽ luôn ở bên cạnh, phù hộ cho con. Cha ơi, cha đừng chết mà cha ơi. Sau khi cha mất, vì quá đau buồn, chàng bỏ nhà ra đi. Cây sáo luôn được chàng mang theo trong mình trong suốt cuộc hành trình. Sao ta vừa cất tiếng sáo thì những bông hoa bỗng ủ rũ hết cả thế này? Không lẽ chúng cảm nhận được tiếng sáo của ta ư? Ta thử thổi một khúc nhạc vui tươi xem sao. Chiếc sáo này thật kỳ diệu làm sao, là cha đã dành tặng cho ta một món quà thật quý giá. Chàng cứ đi, đi mãi, đến một bờ biển hoang vắng người qua lại. Trời ơi, phía xa có cái gì xuất hiện thế kia? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nào, chàng trai trẻ, đừng sợ hãi. Ta là vua rồng, cai quản vùng biển này. Khi nãy, tiếng sáo của cậu vang vọng, khiến ta nghe được cũng phải chau mày ủ lệ. Cậu quả là người thổi sáo hay nhất mà ta từng biết. Dạ, thưa đức vua, tài năng của thần cũng bình thường thôi ạ. Tất cả đều là nhờ cây sáo kỳ diệu này. Vậy, giờ cậu hãy thổi một giai điệu vui tươi cho ta nghe xem nào. Tiếng sáo của chàng trai này mới tuyệt làm sao? Nó khiến đôi chân của ta muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Hay lắm con gái của ta. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp đến vậy. Người hãy ở dưới này chơi ít bữa nữa, ngày ngày thổi sáo cho ta nghe. Dạ vâng, thưa đức vua. Vậy là chàng trai lưu lại vương quốc dưới đáy biển. Thời gian thấm thoát trôi qua, chàng trai và nàng công chúa dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nàng có biết không, ngay từ lần đầu gặp nàng, lúc đó ta đã không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp rạng rỡ của nàng rồi. Thiếp cũng vậy, từ lúc tiếng sáo vang lên, thiếp đã phải lòng chàng mất rồi. Nàng hãy làm vợ ta nhé, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại. Người nói sao? Con gái ta và tên người phàm đó ước hẹn với nhau ư? À dạ, đúng như vậy thưa bệ hạ. Thật là to gan, người trần mắt thịt mà dám đòi lấy công chúa dòng dõi quý phái ư? Người hãy mau cho gọi công chúa về đây cho ta. Con gái, có phải con và tên người phàm đã nảy sinh tình cảm với nhau không? Dạ đúng vậy thưa vua cha, con đã đem lòng yêu chàng ấy từ rất lâu rồi. Con dám nói như vậy với cha ư? Con phải biết là người trần như hắn chỉ có thể sống 100 năm, còn chúng ta sẽ sống được tận 500 năm. Con định suốt 400 năm còn lại sống cuộc sống của một quả phụ ư? Thưa cha, dù chỉ được sống một ngày bên chàng thôi, con cũng cam lòng. Loạn hết rồi. Người hãy đánh tiếng cho đức vua nước láng giềng, ta đồng ý gả công chúa rồng cho hoàng tử bên đó đi. Thưa cha, người không thể ép con lấy một người mà con không thích được. Con không mau đi đi. À, dạ vâng, thần xin đi ngay ạ. Cha. Cha thiếp ép thiếp phải lấy hoàng tử đương láng giềng. Chúng ta phải mau mau chạy trốn đi. Nhưng chúng ta biết trốn đi đâu bây giờ đây? Nếu ở dưới đáy biển thì không thể thoát khỏi bàn tay của cha thiếp. Chúng ta chỉ còn cách lên bờ sinh sống mà thôi. Công chúa, hãy mau dừng lại, nàng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay ta đâu. Đó chính là tên hoàng tử rồng nước láng giềng. Cơ đà này, chẳng mấy chốc hắn ta sẽ đuổi kịp chúng ta mất. Cha,
kia làm ta không thể nhìn thấy gì hết. Vậy là chàng trai và công chúa rồng đã thoát khỏi sự truy đuổi của tên hoàng tử rồng hung hăng, thô bạo. Hai người sống với nhau hạnh phúc trên hòn đảo nhỏ đến suốt cuộc đời. Hai lời nói dối. Các bạn nghe nhạc thân mến, những bản nhạc các bạn nghe tối nay được thể hiện bởi nghệ sĩ piano tài hoa Lương Bằng. Có một đôi hôm nào đến cũng tiếp cho anh rất hậu. Quả này chắc thành khách ruột của anh rồi. Kìa, kìa, cái đôi ngồi ở hàng ghế đầu ấy. Anh đừng có việc kiếm tiền chữa bệnh cho em mà ra ngoài lừa gạt người ta nữa. Mình không mù lòa gì mà làm thế phải tội đấy anh à. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Đó chỉ là những lời nói dối vô hại. Chúng ta có cướp bóc hay ép buộc ai đâu. Họ có điều kiện thì họ cho mình thôi. Kia chẳng phải vị khách hôm trước sao? Thôi, mình quay về phòng đi em. Trời trở lạnh rồi, ra ngoài không tốt đâu. Nhưng sao tự nhiên lại thế? Thì ra cậu ta là bác sĩ ở đây. Vụ mình giả mù mà lộ ra thì khốn. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Tôi báo cho anh một tin vui. Anh còn nhớ vị khách sợp hôm trước không? Hôm nay anh ta đã đề nghị anh đến đi biểu diễn tại nhà đấy. Vậy sao? Hay quá! Thế này thì tôi phải mời cậu một chầu mới được. Cảm ơn anh đã đồng ý đến nhà chúng tôi chơi piano. Cậu đừng nói thế. Tôi cảm thấy thật vinh dự khi vợ chồng cậu lại đặc biệt yêu thích tiếng đàn của tôi. Lát nữa vợ tôi đến, anh hãy bắt đầu bản nhạc luôn nhé. Cậu yên tâm, tôi nhớ rồi. Một buổi tối thịnh soạn với tiếng đàn piano, anh làm em bất ngờ quá. Chồng em sao tự nhiên lãng mạn thế này? Thì anh quan tâm em thôi mà. Ở vị trí giám đốc, chắc công việc của em áp lực lắm. Anh chỉ muốn làm gì đó để em thư giãn thôi. Chuyện gì thế này? Nếu đây là vợ cậu ta, thì cô gái cậu ta tình tứ ở quán cà phê là ai? Thôi kệ đi, dù sao cậu ta cũng thưởng cho mình rất hậu hĩnh. Chẳng việc gì mình phải gây thù chuốc oán với cậu ta. Chị nghĩ mình hiểu chồng lắm hả? Xin lỗi nha, nhưng mà anh ấy tìm đến tôi trước đấy nhé. Chồng tôi thế nào, tôi là người rõ nhất. Dù cô có làm gì thì cũng không thể phá hoại được tình cảm của chúng tôi đâu. Đây là cô người tình hôm trước của cậu Lâm mà. Sao dạo này mình hay gặp họ ở đây thế nhỉ? Thế bao giờ anh mới giải quyết chị vợ của anh đây? Em bình tĩnh đi xem nào. Cô ta đi làm tích mít suốt ngày, đem tiền về cho chúng ta tiêu xài, cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến em. Cứ thế này không phải tốt sao? Thật ra là anh đang dụ cô ta đầu tư vào chỗ này chỗ kia, rồi giả vờ bị thua lỗ nặng. Xong xuôi, chúng ta sẽ có một khoản lớn. Thật không thể chịu được, đúng là đám cặn bã. Sao thế anh? Có chuyện gì làm anh tức giận thế? Em có nhớ cái cậu Lâm hôm trước anh kể không? Cậu ta... Anh đã chứng kiến mọi chuyện, sao anh có thể im lặng như thế được? Cuối cùng chỉ có cô vợ là thiệt thòi. Không chỉ bị lừa hết tài sản, mà còn mất cả tuổi thanh xuân để tin tưởng một kẻ tồi. Thì anh cũng bất bình lắm. Nhưng nếu nói ra, họ sẽ biết anh giả mù. Cậu ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện đó. Anh sẽ chẳng thể đi diễn ở đâu được nữa. Nếu giờ anh không vạch trần mọi chuyện, chẳng khác nào anh đã hại một đời người rồi đấy. Tôi biết có thể cô sẽ không tin tôi. Cô sẽ khinh thường một kẻ lừa đảo như tôi. Nhưng cô hãy nghĩ xem, tại sao tôi lại bất chấp việc có thể mất miếng cơm manh áo để cho cô biết điều này? Em... Sao em lại ở đây? Không phải hôm nay em đi công tác à? Sau hôm đó, nghe nói cô vợ đã ly hôn một cách nhanh gọn và lạnh lùng. Phụ nữ mạnh mẽ như cô ta quả là hiếm thấy. Khi yêu thì tin tưởng tuyệt đối, khi bị lừa dối thì sáng suốt và dứt khoát.
Mong cô ấy sớm tìm được người có thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Anh Lâm ơi, anh Lâm ơi, sao anh lại khổ thế này? Chuyện này là thế nào? Có chuyện gì với cậu Lâm thế cô? Tôi xin anh tuyệt đối đừng kể cho vợ anh ấy. Tất cả những chuyện xảy ra đều là kế hoạch của anh Lâm. Là bác sĩ ở đây nên anh Lâm vô tình biết được hoàn cảnh của anh. Vậy nên anh ấy mới quyết định lợi dụng anh để làm bằng chứng ngoại tình của mình. Chúng tôi tưởng rằng kế hoạch đã đổ vỡ khi anh vẫn cứ im lặng. Nhưng may thay, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi và vạch trần tất cả. Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu thấy khỏe hơn chưa? Sao anh lại ở đây? Mai đã nói hết mọi chuyện cho anh rồi sao? Sao cậu phải một mình chịu khổ như vậy? Có gì thì vợ chồng cùng nhau giải quyết chứ. Khi mà cô ấy đang trẻ trung, xinh đẹp, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, tôi không thể để cô ấy phí hoài thanh xuân bên cạnh một kẻ sắp chết. Mình và cậu ấy đều là những kẻ lừa dối. Nhưng nếu mình nói dối để nhận được lòng thương hại, thì cậu ấy lại nói dối để chối từ lòng thương hại. Mình thật đáng xấu hổ. Trái tim của quỷ. Quái nhỉ, từ sáng đến giờ chẳng thấy người nào đi qua nhà mình. À, có người tới. Này, đấy là nhà của quỷ đỏ đấy. Hắn ta rất dữ tợn, hãy cẩn thận. Nè gầy, quỷ đỏ mời chúng ta vào nhà chơi nè. Đừng có tin, hắn lừa đấy. Có mà cậu vào đó làm món điểm tâm cho quỷ đỏ thì có. Không, không, tôi chân thành mà. Mời hai người vào nhà chơi. Nè, các người hãy ở lại đây. Mình thật là cô đơn. Tại sao chẳng có ai quan tâm đến mình vậy? Tại sao mọi người cứ sợ hãi và xa lánh mình thế? Chào bạn của tôi, bạn khỏe chứ? Ồ, quỷ xanh đó hả? Sao cậu biết tớ đang buồn mà đến đây? Sao nào, trông bạn của tôi có vẻ buồn thế. Hãy kể cho tôi nghe đi nào anh bạn. Cậu dùng trà. Ây chà, trà thơm quá. Lúc nào cậu cũng có trà với điểm tâm thế này hả? Ừ, tớ làm nó để đón tiếp con người đó. Nhưng rốt cuộc chẳng có ai để ý đến tớ. Tớ càng muốn làm bạn với họ thì họ càng xa lánh và sợ hãi tớ hơn. Tớ buồn quá, cô đơn quá. Chỉ vì ngoại hình của chúng ta đó. Nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày họ nhận ra tấm chân tình và bản chất lương thiện của cậu thôi. Nhưng làm thế nào để họ nhận ra chứ? Nè, tớ có ý này. Đấy đâu phải là biện pháp hay. Như vậy thì thật tai hại cho cậu. Có gì đâu, muốn làm được việc tốt đẹp, làm sao không phải trả giá ít nhiều. Làm một chút việc tốt cho người khác thì hy sinh một chút có sao đâu. Ta phá hết. Đứa nào phá phách thế này? Mày ở đâu? Ra ngay. Chính là ta đây, đồ quỷ đỏ ngốc nghếch. Anh nện nữa đi. Ai cho mày đến quấy phá dân làng? Tội mày thật đáng chết. Được rồi chứ, thôi anh chạy đi. Được, thế thì tôi chạy đây. À! Đứng lại đã nào. Con quỷ đỏ đúng là lương thiện. Quỷ đỏ cũng tốt đó chứ. Chúng ta cùng nhau đến nhà quỷ đỏ cảm ơn đi. Ừ, đi thôi. Quỷ đỏ ơi, cho tôi thêm chút nước chè nào. Có ngay, còn rất nhiều nhé. Mọi người hãy ăn uống thỏa sức. Quỷ đỏ đúng là anh hùng quá. May mà hôm đó có anh chàng quỷ đỏ của chúng ta, chứ không thì tên quỷ xanh kia đã phá nát cả bản làng rồi. Bạn quỷ đỏ, hy vọng bạn mãi mãi có quan hệ thân thiết, trung thực với mọi người, vui vẻ sống tiếp tục. Trong thời gian này, tôi không thể đến chỗ của bạn được. Nếu không mọi người sẽ nghi ngờ bạn. Tôi quyết định đi du lịch một chuyến. Có lẽ thời gian rất dài, nhưng tôi không bao giờ quên bạn đâu. Mọi người ơi, chúng ta hiểu lầm quỷ xanh rồi.
quỷ xanh và quỷ đỏ đều lương thiện cả. Mọi người ơi, nào anh bạn, hãy ra nhảy múa cùng mọi người thôi. Tôi có biết nhảy nhót gì đâu. Nhanh nào, đến giờ nhảy múa rồi. Áo mùa đông. Chà, trời lạnh quá. Mình đi nhanh thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà. Này em không lạnh ư? Sao em lại ngồi ở đây làm gì chứ? Sao em? Có việc gì nói xem. Chị có thể giúp được em không? Em tên là Minh. Em muốn mua một chiếc áo len trong kia. Một chiếc áo ghi lê chị ạ. Chỉ cần một chiếc rẻ nhất trong đó thôi. Nhưng mà em không có đủ tiền. Vậy ư? Ngày mai em có ở đây không? Có lẽ. Chắc em sẽ lại đi qua đây. Vậy ngày mai, đúng tầm này, em lại ngồi ở đây nhé. Chị sẽ tặng cho em một món quà. Một chiếc áo ghi lê bằng len nhé. Thật hả chị? Chị tốt quá. Em cảm ơn chị. Không biết cậu bé đó có nhớ không nhỉ? Minh ơi, chị ở đây này. Chị, áo của em đây. Nhưng em phải hứa mặc nó thường xuyên nhé. Đừng để bị lạnh. Ôi, đẹp quá. Áo đẹp quá. Ấm không? Ấm lắm chị ạ. Em thích lắm. Sao thế? Sao em không mặc? Áo này đẹp quá, em không thể nhận được. Sao lại thế? Thật ra em không mua áo cho em mặc. Em muốn mua áo cho Nâu cơ. Nâu? Nâu? Là ai cơ? Em gặp nó ở ngoài phố tầm 2 tuần trước. Nó là chú chó bị bỏ rơi, còn bị đau chân nữa. Em nghe mấy bác bán hàng nói chắc là nó bị viêm khớp. Mà em thấy người ta bảo viêm khớp sẽ càng bị đau hơn khi trời lạnh, nên em đã lót ổ ấm cho nó nằm. Nhưng em thấy hình như ổ không có đủ ấm. Vì thế em mới muốn mua một chiếc áo len dày dày và bền một tí để mặc cho nó. Nhìn nó tội lắm. Chị nhìn kìa, nó buồn lắm đúng không? Chiếc áo len này em cứ giữ lấy mặc cho ấm đi. Chị sẽ gửi chú chó này đến trung tâm thu nhận và cứu hộ chó mèo. Chắc chắn họ sẽ giúp đỡ chúng ta tìm ra chủ mới. Nếu không, họ sẽ nuôi và chăm sóc nó. Thật thế hả chị? Thích quá Nâu ơi. Mày sắp có nhà mới rồi. Đòi nợ. Năm nay xong sên sắm Tết rồi. Cuối năm mọi người trả nợ, thu về cũng khá đây. Nhà anh cả Lắc vừa trả nợ này, bà cất đi. Ừ, đưa đây cho tôi. Bà xem nhà ta có còn nợ ai không, để tôi đi trả nợ luôn. Nợ năm nay mà dây dưa sang năm thì không hay lắm. Ông yên tâm, vốn liếng nhà ta dành dụm bao năm đến giờ cũng kha khá. Năm nay đầu tư ăn chắc nên không nợ ai, chỉ có người khác nợ mình mà thôi. Ừ, tốt quá. Tôi đối chiếu sổ nợ thì gần như xong xuôi rồi. Toàn chỗ thân tình, sòng phẳng mà. Mình sòng phẳng với người thì người sòng phẳng với mình, có gì lạ đâu. Mà này, cậu Bắc đã trả nợ nhà ta chưa ý nhỉ? Có mỗi năm xu mà để hết năm này sang năm khác, đến chịu.
Chưa trả, nhưng có 5 xu. Lại là anh em, bạn bè thân thiết, tôi cũng không nỡ hỏi. Hay à, đấy, ông xem, chỗ quen biết của ông đấy. Ông liệu mà đi đòi về đi, lâu quá rồi. Ờ, thì có 5 xu, lúc nào lấy mà trả được. 5 xu không phải là tiền à? Cái kiểu ở đâu lại thế chứ? Ông lại sợ mất lòng người ta chứ gì? Thật đáng ghét, bực quá đi mất. Thôi được rồi, ông không đi thì tôi đi. Gặp hắn, tôi phải xả vào một trận. Có ai ở nhà không nhỉ? Bác ơi, bác. Hay thấy mình đến nên trốn nợ rồi. Đã thế mình cứ ngồi đây đợi tới khi nào hắn về. Quá trưa rồi, đói quá, hoa hết cả mắt. Cụ cho cháu xin cốc nước với mấy cái bánh đúc ạ. Mời chị. Đã mất tiệc đò, lại tốn tiền ăn thế này thì phải đợi đến chiều, không thể về tay không được. Chị đến nhà em trai tôi có chuyện gì không? Chồng tôi là bạn của cậu Bắc, hôm nay đến hỏi khoản nợ mà cậu ấy mượn của chồng tôi. Ông có biết cậu ta đi đâu không? Cả nhà em tôi đi miền xuôi làm ăn mấy tháng nay rồi. Chú ấy có dặn tôi là nếu có ai đến đòi nợ thì hẹn đến 20 tháng chạp chú ấy về ăn Tết. Chú ấy sẽ qua nhà gửi trả anh chị. 20 tháng chạp cơ à? Vâng, còn gần tháng nữa. Có việc gì lúc ấy bà quay lại vậy. Mệt quá. Sao bà về trễ thế? Có được việc gì không? Thôi, ông đừng có hỏi nữa. Tôi đến mà cả nhà cậu ấy đi làm ăn xa, không có nhà, gặp ông anh trai cậu ấy. Ông ấy bảo đến 20 tháng chạp cậu ấy về mới qua trả mình được. Coi như đi công cốc. Chán nhỉ. Thôi bà nghỉ ngơi đi, coi như gặp chuyện xui xẻo vậy. Có 5 xu bạc nợ không đòi được, lại còn mất 2 lượt tiền đò với 1 đĩa bánh đúc, say nắng suýt chết nữa chứ. Bà thấy chưa, lúc nào bà cũng sồn sồn lên đi đòi nợ, không đâu mất tiền mất sức, lại chuốc bực vào mình. May mà còn được cái hẹn, mấy bữa nữa người ta về, người ta tự mang trả thôi. Thôi thôi, ông đừng nói nữa, tôi biết tôi hồ đồ rồi. Có mấy xu bạc mà mất công mất việc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.